Vâng, xin chào thưa các bác đã quay lại với cửa hàng Kia Audio. Đây thì hôm nay thì cũng nhận được nói chung là mấy ngày hôm nay nó bộ dàn liên tục, nhưng mà đây là một bác khách mà nó là chốt rất là nhanh với một cái bộ dàn cấu hình mà nó rất là khủng luôn anh em nha. Thật sự luôn các bác, với những chưa có súp như là một bộ dàn mà nó lên tầm hơn 20 triệu thì tất nhiên là đôi khi với gia đình á, mà tặng bố mẹ thì dịp năm mới á, con cái đi làm cả năm quanh năm tặng cho bố mẹ bộ dàn thì cũng như rất là ít, hầu như đến như em cũng có thể là chưa thể làm được. Thì đây là một bác khách chốt rất là nhanh luôn. Đây anh em có thể thấy này, đây là bác Nguyễn Nhật Cường. Đấy, Nguyễn Nhật Cường anh em nha, đã cọc tiền luôn. Đấy, cọc tiền luôn là một bộ dàn cấu hình em lên cho anh ấy là như thế này. Đó là một con đẩy Audio Blue Lan TH600 hàng xịn anh em nhé. Một con vang X8. Nó có model mã, nó là Winner OK1000. Con này là 2 mic riêng biệt, chạy chip analog. Kèm với đó nữa là 2 mic riêng biệt. Con này thì cực kỳ đẳng cấp rồi, con này thì rất là đẳng cấp luôn. Đấy, con này với giá là 2.700.000 đồng. Đấy, con đấy là 4.3 hoặc mic là 2.100.000 đồng. Em định cho mic bay ơ, nhưng mic bay ơ vào nó vừa tiếng. Tại vì thực sự luôn, con này là đồ loa rất là khủng luôn. Đấy, ví dụ như không may mà khi chơi, lúc khi lên công suất khủng thì bay ơ nó sẽ bị nhạo tiếng luôn. Nên là em sẽ chọn một bộ mic này. Đấy, được chưa anh em? Đấy, một bộ mic như thế này. Thì đây là một dòng loa mà cuối cùng cái đôi này thì hình như là cũng là đôi cuối cùng mình cửa hàng rồi. Đây là một dòng loa sơn cát, con này thì em đã lên sóng cho anh em rồi. Con DK-STD3 dòng rất là khủng, và đôi này là đôi cuối cùng anh em nhé. Với bộ dàn này giá trị thì anh em có thể cộng lên được. Ở đây đôi loa là hơn 13 triệu, thì bây giờ mình sẽ test cho anh em cái nhạc và nhéo như thế nào, được chưa anh em? Và những bác nào mà cần set những bộ dàn cấu hình khủng thì nói chung là bên em sẽ hỗ trợ và lắp đặt cho anh em trong phạm vi từ 3 đến 40km là Fare. Được chưa anh em? Còn những bác nào mà ở toàn quốc á, thì các bác có thể đăng ký bên kênh cửa hàng Kia Audio, Kia có thể xếp tại địa điểm xong rồi gửi đi cho các bác. Nói chung là sẽ được 80 đến 90%. Đó là bên kinh nghiệm bên cửa hàng Kia Audio. Đây bây giờ mời các bác cùng thử và trải nghiệm cái chất âm một chút anh em nhé. Thì do là nói chung là bây giờ cũng khá là muộn, bưu điện cũng đang lấy hàng nên là thật sự các bác luôn là em cũng chỉ test sơ sơ được thôi. Đấy, nên là các bác nào đang xem thì nhớ cho anh Kia nút like và thông báo luôn cho anh em một tin quan trọng là mai anh Kia sẽ mở bán cái dòng loa 4 chét giá chỉ trên 1 triệu đồng một đôi. Đấy, nên là anh em nhớ là ngày mai là ta phải săn nhanh cấp tốc anh em nhé. Đấy, trên 1 triệu đồng một đôi thôi. Đấy, những bác nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nhanh lên. Đấy, ok, bây giờ test cho anh em sơ sơ một chút nhá. Đây, các bác nhá. Đây, em sẽ test cho anh em xem cái độ bão lực của các dòng loa này. Đây là đôi cuối cùng. Đấy, có một đôi em cho cái này nào. Nói chung với những cái dòng mà nó xài bass rồi ép với nó luôn là rất là khủng khiếp luôn anh em nhá. Rất là khủng khiếp luôn, phải nói là thật sự khủng luôn. Đấy, nhức nách luôn. Thank you.
9 ấy. Ok, thôi được rồi, ta sẽ tạm thời chuyển qua một bản nhạc vàng cho anh em nhé. Bây giờ là khung giờ là khá là muộn rồi anh em ạ. Để cho thờ đóng thêm bộ này nữa để lên đường luôn. Thì nói chung với những bộ dàn như này thực sự các bác luôn là rất là hay. Và đây bộ mic em lựa chọn cho bộ dàn này. Đây là một bộ mic rất là cao cấp của 5S anh em nhé. Đây, đây là bộ mic này anh chị em. Lên 1, 2, 5, 6, 7 đi 2, 5. Em ơi có phải ngồi chơi đáng mưa. Đi 5, 6, 7, 8 tại vì nó thật các bác luôn là giọng thành hóa này, nói chung hát nó chua nó chát bao nhiêu thì thôi nên em cũng không cần phải tắt mic anh em ạ. Nói chung là cài hoàn thiện toàn bộ cái bộ này rồi. Thì đây là một bộ dàn mà như anh em đã biết rồi, một con đẩy Auradan TS600, con này rất là khỏe và hợp hối anh em nhé. Một con vang Winner, con này là dòng X8 hai mic riêng biệt. Thì con vang là 2,7 triệu, con đẩy là 4,3 triệu và bộ mic là 2,1 triệu và đầu đo là 13 triệu. Đấy, bộ dàn này tầm hơn 20 triệu đồng một bộ. Đấy, những bác nào mà thích những bộ mà với những bộ dàn cao cấp như này thì các bác có thể liên hệ với cửa hàng Anh Kỳ các bác nhá. Thôi các bác đang xem livestream thì nhớ cho Anh Kỳ nút like và đăng ký kênh Anh Kỳ các bác nhá. Và mai thông báo luôn cho anh em là mai em sẽ lên cho anh em một lô loa 4 chép siêu rẻ luôn anh em ạ, rẻ nhất thị trường luôn, giá khoảng động dao động khoảng tầm từ 2 triệu đồng. Đấy, siêu rẻ luôn anh em nhá, và rất là đẹp luôn, và chờ đón các bác vào ngày mai. Ok, cảm ơn các bác rất là nhiều, các bác nhớ đăng ký và cũng như là ủng hộ Anh Kỳ các bác nhá. Bác nào cần xét những bộ dàn từ rẻ đến đắt liên hệ với cửa hàng Kỳ các bác nha. Xin chào, hẹn lại gặp lại mọi người. Xin chào.